Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 25 tháng 10 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Chúng ta sẽ bắt đầu bản tin ngày hôm nay bằng thông tin huấn luyện viên Nam Định chỉ ra nguyên nhân chia điểm với Tampa Rovers. Tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League 2, câu lạc bộ Nam Định của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có kết quả hòa 3 đều với đội chủ nhà Tampa Rovers. Bị đối phương dẫn trước 2 bàn, câu lạc bộ Nam Định vẫn có thể tạo ra cuộc dự đổi tỷ số hấp dẫn tại Singapore và giành kết quả hòa 3 đều. Trong đó bàn thắng cuối cùng ấn định kết quả được ghi do công của tiền vệ Tuấn Anh với một pha xử lý mẫu mực trước khung thành đối thủ. Chia sẻ về kết quả này, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bày tỏ sự không hài lòng với mặt sân Jalan Besa với sân cỏ nhân tạo. Thuyền trưởng của Nam Định cũng chia sẻ toàn đội mới có 2 buổi làm quen sân, gặp khó khăn trong việc thích nghi dẫn tới ảnh hưởng lối chơi. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng đặt mục tiêu tiếp tục giành chiến thắng trong những trận đấu còn lại tại vòng bảng AFC Champions League 2. Và một giải hạng nhất trở nên sôi động khi các ngôi sao như Công Phượng Hoàng Đức và Đặng Văn Lâm ra sân vào cuối tuần này. Trong đó, câu lạc bộ Phù Đồng Ninh Bình của Hoàng Đức sẽ làm khách trên sân của Khánh Hòa hôm 26 tháng 10 vào lúc 18 giờ. Cũng trong ngày hôm đó, câu lạc bộ Trường Tuyên Bình Phước của Công Phượng sẽ đá trên sân của Hòa Bình FC vào lúc 17 giờ. Đây sẽ là hai trận đấu thu hút nhiều sự chú ý của giải hạng nhất. Theo thống kê từ ban tổ chức, sân vận động Bình Phước đã đón 5.000 cổ động viên đến theo dõi trận đấu giữa Trường Tuyên Bình Phước và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là số lượng khán giả đến sân cao nhất tại vòng loại Cúp Quốc gia vừa qua. Nhiều khả năng trận Hòa Bình FC và Trường Tuyên Bình Phước cũng sẽ thu hút lượng cổ động viên đông đảo từ sân. Tiếp tục là thông tin bảng xếp hạng FIFA tháng 10, Việt Nam tụt sâu, Thái Lan tăng mạnh. Chỉ có một trận đấu giao hữu với đối thủ có thứ hạng thấp hơn là Ấn Độ và hòa một đều nên đội tuyển Việt Nam bị trừ 0,27 điểm. Trong lúc đó, ba đội bóng đứng phía sau đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA đã có những bước thăng tiến thần tốc. Cụ thể, Zimbabwe tăng 7 bậc, còn Sudan và Comoros cùng tăng 10 bậc. Thứ hạng tăng mạnh mẽ của ba đội này giúp họ vừa lên trên và đẩy đội tuyển Việt Nam xuống từ 116 xuống 119 thế giới. Trong lúc đó, đội tuyển Thái Lan lại tăng 4 bậc, lên hạng 96 thế giới. Đà tăng mạnh mẽ của đội bóng xứ Chùa Vàng là nhờ hai chiến thắng ở King Cup trước Philippines và Syria, qua đó giúp Thái Lan tích thêm 8,69 điểm. Ở khu vực Đông Nam Á, Philippines cũng tăng 3 bậc lên 145 thế giới, trong lúc Myanmar tăng 2 bậc lên 165 thế giới. Sau đà tăng, Indonesia đã phải chịu cảnh tụt hạng. Trận thua trước Trung Quốc vừa qua khiến đội bóng xứ Vạn Đảo bị trừ 5,3 điểm nên bị đánh tụt một hạng xuống xếp 130 thế giới. Tương tự, Malaysia cũng tụt một bậc xuống hạng 133 thế giới. Trên bình diện châu Á, Nhật Bản đứng số 1, dễ hiểu khi Samurai Xanh liên tục giành chiến thắng trong thời gian qua. Qua đó tạo cách biệt lên đến gần 18 điểm so với đội đứng thứ nhì châu Á là Iran, trong lúc đó Argentina đứng số 1 thế giới. Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF mới đây đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với các vi phạm tại vòng 4 của giải đấu vô địch quốc gia LB Bank V-League 2024-2025, cụ thể như sau. Phạt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai 2 triệu đồng do để xảy ra trường hợp có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào ngày 3 tháng 10 trên sân vận động Hòa Xuân. Đây cũng là án phạt được ban kỷ luật VFF đưa ra dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội sau khi có 5 trường hợp bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Công an Hà Nội vào ngày 19 tháng 10 vừa qua trên sân vận động Hàng Đẫy. Ở mùa giải năm nay, với việc công nghệ VAR đã phủ sóng trong hầu hết các trận đấu, điều này đã làm giảm đi đáng kể những pha bóng gây tranh cãi cũng như những tình huống phạm lỗi nguy hiểm. Đây cũng là lý do khiến cho số thẻ đỏ ở các trận đấu cũng vì vậy mà không thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, tình trạng các cầu thủ bị phạt thẻ vàng vẫn còn nhiều. Việc VFF đưa ra án phạt cho các câu lạc bộ có nhiều cầu thủ phải nhận thẻ trong một trận đấu được xem là phương pháp mang tính răn đe, giúp các đội bóng thi đấu chuyên nghiệp và đúng luật hơn trong các trận đấu. Tiếp tục với thông tin, tuyển thủ Việt Nam lỡ hẹn với AFF Cup 2024. Tiền vệ Triệu Việt Hưng gặp chấn thương nặng từ trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Dương ở vòng 2 V-League 2024-2025. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định cầu thủ này tổn thương dây chằng bên. Anh phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tháng. Trong hai đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam, Việt Hưng đều không có tên trong danh sách. Trước đó, anh thường xuyên được triệu tập khi huấn luyện viên Chu Dê còn nắm quyền. Màn trình diễn chất lượng tốt trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng thời gian gần đây giúp Triệu Việt Hưng thu hút được sự quan tâm của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Anh nằm trong danh sách theo dõi của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Việt Hưng vừa đá tốt ở vị trí hậu vệ trái lại có thể hoàn thành nhiệm vụ khi chơi tiền vệ trung tâm. Hai mùa giải vừa qua, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm xếp Việt Hưng thi đấu như một hậu vệ trái dù bản thân anh là tiền vệ trung tâm. Cầu thủ sinh năm 1997 để lại ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật khác biệt. Đáng tiếc Việt Hưng đành lỡ hẹn với kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Anh sẽ trở lại ở giai đoạn lượt về V-League 2024-2025.
Bảng A có sự góp mặt của các đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nằm ở bảng B cùng Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. AFF Cup 2024 chính thức khởi tranh giữa tháng 12. Đội tuyển Việt Nam sẽ không đá các trận FIFA Days tháng 11. Thay vào đó, V-League sẽ diễn ra thêm các vòng đấu. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đề xuất phương án này và ông sẽ có khoảng hơn 2 tuần tập trung để chuẩn bị cho giải đấu số 1 Đông Nam Á. Khép lại là thông tin Indonesia không đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2024. Liên đoàn bóng đá Indonesia vẫn chưa đặt ra mục tiêu cụ thể cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong ở AFF Cup 2024. Chưa có mục tiêu cụ thể nào cho đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2024. Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào. Ông Arya Sinulinga, thành viên ban điều hành Liên đoàn bóng đá Indonesia cho biết, từ nay đến cuối năm, bóng đá Indonesia chỉ còn hai mục tiêu lớn cho đội tuyển quốc gia là vòng loại World Cup 2026 và AFF Cup 2024. Họ sẽ có hai trận đấu trước Nhật Bản và Ả Rập Xê Út trong tháng 11 năm 2024. Sau đó, Tom Hay và đồng đội sẽ hướng tới giải vô địch Đông Nam Á. Đội tuyển Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup và mới chỉ có 6 lần về nhì. Tuy nhiên, Indonesia sẽ không có đội hình mạnh nhất với 13 cầu thủ nhập tịch như chiều trận vừa qua. Đây là lý do Liên đoàn bóng đá Indonesia có phần cẩn trọng khi nhắc tới mục tiêu vô địch. Đến thời điểm này, chỉ có thủ thành Martin Baez xác nhận mình có thể trở về dự AFF Cup, giải đấu vốn không thuộc hệ thống chính thức của FIFA. Đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Philippines, Myanmar, Lào. AFF Cup chính thức khởi tranh từ giữa tháng 12. Bảng A có sự góp mặt của các đội tuyển Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Ở vòng bảng, mỗi đội tuyển thi đấu 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Thầy trò huấn viên Shin Tae-yong phải làm khách trên sân Mỹ Đình ở cuộc đối đầu với Việt Nam. Đối thủ được đánh giá là khó nhất ở bảng đấu với đội bóng xứ Vạn Đảo. Đội đầu bảng, nhì bảng giành quyền vào bán kết. Ở vòng bán kết và chung kết, các đội bóng thi đấu 2 lượt loại trực tiếp. AFF Cup không có trận tranh hạng bảng. Tin nóng bóng đá Việt Nam ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!